Tức là cái bệnh nhân đấy là đầu tiên là bị viêm khớp háng đấy ạ. Thì sau em cũng vì em chưa nắm rõ diện chẩn thì em cũng dùng phương pháp là gạch. Và em cũng không biết ở đây là vạch hay gạch hay ấn gì cả, anh em gạch rất là mạnh mà lần nào bệnh nhân làm cũng chảy hết nước mắt ra ấy. Sau tầm 5 đến 6 ngày ấy, thì cái viêm khớp háng của bệnh nhân thì cũng sẽ đỡ rõ rồi, đi khám lại thì không phải dùng nhiều kháng sinh nữa. Còn về cái vấn đề mà da ấy, tự dưng da cô ấy bong hết ra và hồng. Hồng lên rất là đẹp nên em cứ trêu mẹ em là mẹ mà muốn đẹp ấy thì để em gạch cho, nhưng mà mẹ em không chịu được đau nên là không không làm được. Đấy là một cái sự tình cờ mà em phát hiện ra khi mới. Đây là kỹ thuật gạch mặt, mình sẽ dùng cái giò gạch trên mặt da thì đồi mồi này, nám này, tàn nhang dần dần nó sẽ bay hết. Giống như em đã trải nghiệm. Là cô ấy bị nám, kiểu là cô bị uống kháng sinh nhiều ấy, mình nghĩ là cái da rất là sạm đúng không? Nó làm cả hai giò này này sau nhá, nó bong ra, nó cũng bong theo cái kiểu là nó cứ bong 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 kiểu giống như cái lớp lớp mình nó bong ra, da hồng và rất là đẹp luôn. Thế là em cũng cứ gạch, em dùng cái ngang này, sau cái chỗ nào mà có cái nội cộm lên hoặc là cục sần sật ấy thì em nhấn rất là mạnh. Còn cái da mặt thì đúng là em tận mắt nhìn thấy là đúng sự thật. Bong ra da hồng lắm, chỗ nó hồng và da nó rất là đẹp nhá, không giống như mình dùng mấy cái mỹ phẩm mà bong bóc da đâu, rất là sợ.